ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាខ្ញុំខ្មែរអាឡឺម៉ង់យើងរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ Wir lernen Deutsch Wir lernen Deutsch មេរៀនទី28 Lektion ab und swan si ថ្ងៃនេះយើងរៀនជាអត្ថបទម្ដងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាណាការនិយាយគ្នាក្នុងclear nominative និង accusative គឺយើងរៀនវាឡើងវិញទាំងអស់តាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងឥឡូវយើងរៀនកន្លងមកហ្នឹងគឺបានគេហៅថាជាគ្រឹះណារបៀបបំបែកកិរិយាសព្ទណាឲ្យស្គាល់ពី clear nominative accusativeតើកិរិយាសព្ទណាតើប្រើ accusative ឬក៏ nominative ឥឡូវយើងរៀនធ្វើជាអត្ថបទម្ដងដូច្នេះការសន្ទនានេះគឺMr. A ហើយនិង Mr. B ហ្នឹងវាកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះនេះណាណាមុននឹងការនិយាយឯគេហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវជម្រាបសួរគេដំបូង Guten Morgen ណាGuten Morgen នឹងគឺជាទូទៅគឺនៅពេលព្រលឹមឡើងណាម៉ោងពី6ទៅដល់ម៉ោង9ហ្នឹងគេហៅ Guten Morgen ណាបេគេឆ្លើយមកវិញមក Guten Morgen ណាដូច្នេះគេត្រូវឆ្លើយទៅនឹងវិញណាហើយជាទូទៅគឺហើយនឹងចាំបាច់ការគោរពគ្នានឹងគឺគេប្រើជានិច្ចកាលមកឲ្យតានៅពេលព្រឹកពីម៉ោងភិកចារណាយើងងើពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ Guten Morgen ណាអាគេជម្រាបសួរយើង Guten Morgen B គេឆ្លើយមកវិញ Guten Morgen ណាអាគេសួរទៅ Wohin gehen Sie ណាតើអ្នកឯងទៅណាណា B ឆ្លើយមកវិញ Ich gehe ins Institut ខ្ញុំទៅមហាវិទ្យាល័យណា A ឆ្លើយសួរបន្ត Was machen Sie dort ណាតើអ្នកឯងធ្វើអីនៅទីនោះណា B ឆ្លើយមកវិញថា Ich lerne Deutsch ណាខ្ញុំរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់wir hören und sprechen យើងស្ដាប់និងនិយាយ wir lesen und schreiben យើងអាននិងសរសេរអាសួរបន្ត rechnen sie auch ne rechnen sie auch តើអ្នកឯងរៀនគិតលេខដែរឬទេ b ឆ្លើយថា ja wirrechnen auch ne bad យើងរៀនគិតលេខដែរណាអោកហ្នឹងថាដែរណាហើយបានមកបានសួរប៉ុណ្ណឹងគេលាគ្នា auf wiedersehen ហើយ b ឆ្លើយមកវិញទៀត auf wiedersehen ដូច្នេះនេះជាការសន្ទនារបស់គេណានេះគឺជាអត្ថបទទី2ណាដែលយើងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺ Guten Morgen ហ្នឹងគឺយើងហៅអរុនសួស្តីណាហើយGuten Tag ហ្នឹងយើងហៅថាទិវាសួស្តីដូច្នេះ Guten Morgen ហ្នឹងបើឲ្យច្បាស់ទៅចាប់ពីម៉ោង1យប់មកនឹងហៅ Morgen ហើយណាមកដល់ម៉ោង9ហើយចាប់ពីម៉ោង9នឹងទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងអានឹងគេហៅ Guten Tag ហើយចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់ម៉ោង8យប់ឬក៏9យប់យើងរៀបចូលគេហ្នឹងអានឹងគេហៅ Guten Abend Guten Tag ណា Guten TagGuten Tag B ឆ្លើយមកវិញ Guten Tag ណា A សួរទៅទៀត
Wohin gehen Sie? Ne? Dann ein Tönner. Ne? Da bin ich leid. Ich gehe ins Warenhaus. Ne? Knum tö klein luo sampire. Ich auch. Ich leid. Wenn knum got tönnung dai. Was kaufen Sie? Ne? Dann ein Ding ei. Bin ich leid. Wenn ta. Ich kaufe ein paar Schuhe. Und Sie, knum tö tinh so bei chư mà cu. Cho ne ein. Ne? A. Chlai tha. Ich brauche eine Tasche. Knum tö ka ka bộp yu dai mui. Warenhaus nâng cư chìa cả lại nụ xong phải rẽ nâng tùm ninh xe xe xe. Hey, à khăn kào mấy cư chìa ca xong đồn nia sạch điên khả nia đáy nè. Nhưng bê lời với chụp khả nia tạm phá lời ấy nâng kì xù, kì chùm riêp xù khả nia. Guten Tag. À, bê chá lại tha. Guten Tag. Gehen Sie in die Stadt? Ta nè ai tàu tì krong rứ? Ja, ich gehe in die Stadt. Bát, nhóm tàu tì krong. Nhi chi át tập bọt chá lời chá lòng khá nế, xa tà nế khá nế tì bấy. Né, bê chụp khá nế, né. Guten Morgen. Guten Morgen. Bê, xua tha. Bitte, wo is Herr Pohl? Né, ta Herr Pohl nâu tì ná? Né, bê chá lời tha. Herr Pohl. Herr Pohl á? Lục Pohl á? Lục Pohl á? Cứ nâu bật tốp lê tì đọc. In Zimmer 10. Né? À, chá lời ta. Danke. Wie heißen Sie? Ta nè ai chmu ai đái. Né? Bê chá lời ta. Ich heiße Osman. Nhóm chmu Osman. Woher kommen Sie? Ta nè ai mau bì ná. Ich komme aus Afrika. Né? Herr Osman nâng. Lục Osman nâng chá lời ta. Nhóm mau bì thêm Afrik. Was machen Sie? In Leipzig, ne? Da ne ai thua ai nâu tì krong Leipzig nâng. Ne? Ich lerne Deutsch. Ich bin Student. Ne? Knyom rin phía xa là mong, knyom chia ni sật. Wo wohnen Sie? Ne? Ta ne ai nâu tì ná. Ne? Ru nâu tì ná. Ich wohne in Zimmer 4. Ne? Knyom nâu bật tục lệch buồn. Ne? Nước lấy riêng bò. Nhi sật nâng kì thôi chì bật tục hay kì đã lệ nâng áo ý. Đối chứ nè chìa ca sân là nìa tì bấy nè. Nhi cứ chìa ạ tà bọt tì bốn đời kì ao dừng riêng bì ca xúa chùm nôn lệ nè nè. Wie viel ist 70 plus 7? 70 plus 7 ist gleich 77. Ta chật sắp bốc nâng bầm bầl, viết sắp mà nâng bồn mán. Chật sắp bốc nâng bầm bầl, viết sắp mà nâng chật sắp bầm bầl. Wie viel ist 10 plus 7? Ta đọc bộ nâng bầm bấl vì mà nâng bồn mán. 10 plus 7 is gleich 17. Mìa này thà đọc bộ nâng bầm bấl vì mà nâng đọc bầm bấl. Wie viel is 70 minus 7? Ta chất sắp đọc bầm bấl chánh. Nâu xoal bồn mán. 70 minus 7 is gleich 63. Né? Chất sắp đọc bầm bầm chánh viết mà nâng học sắp bầy. Wie viel is 17 minus 7? Ta đọc bầm bầm, đọc bầm bầm chánh, nâu xoal bầm mán. 17 minus 7 is gleich 10. Mình này thá, đọc bầm bầm chánh, nâu xoal đọc. Wie viel is 7 mal 7?
ta bram pel kun nang bram pel wisma nang peman sieben mal sieben is gleich neunundvierzig bram pel kun nang bram pel wisma nang size bram bun wie viel is sieben mal zehn ta bram pel kun nang dop sma nang peman sieben mal zehn is gleich 70. មានន័យថា7 គុណនឹង10ស្មើនឹង70. Wie viel ist 70 durch 10? ណាតើ70ចែកនឹង10ស្មើនឹងប្រមាណ70 durch 10 ist gleich 7. ដូច្នេះ70ចែកនឹង10គឺស្មើនឹង7. Wie viel ist 77 durch 7? 77 durch 7 ist gleich 11. តើ77ចែកនឹង7ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ណា?77ចែកនឹង7ស្មើនឹង11So, ឥឡូវគេនំលេខ9ណាគេឲ្យ Lesen Sie die Fragen und die Antworten ណាចូលអ្នកអានសំណួរនិងឆ្លើយណា Fragen ថាសំណួរ Antworten ថាចម្លើយណាឆ្លើយណាឥឡូវហ្នឹងវាជាសំណួរកាលណាវាដាក់ die Frage វាជានាមថាសំណួរណា die Antworten ថាចម្លើយដល់វាទៅជាកិរិយាសព្ទ Fragen ណាអត់មាន article យើងថាសួរណាដល់ Antworten យើងថាឆ្លើយវិញមិនចម្លើយណាដូច្នេះគេសួរ Learns to ណាតើអ្នកឯងកំពុងរៀនឬណាដល់យើងឆ្លើយថាយ៉ាណាដូច្នេះអានឹងយើងបញ្ចប់ clear មួយសិនដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ពងសិនមានថាបាទ Ich lerne ខ្ញុំរៀនខ្ញុំកំពុងរៀន Wiederholst du តើអ្នកឯងកំពុងតើរៀនសារឡើងវិញយ៉ាណាចប់ចម្លើយនឹងសិនបានបន្តទៀត Ich wiederhole បាទខ្ញុំរៀនសារឡើងវិញ Wiederholen ថាសារឡើងវិញ Übst du តើអ្នកឯងកំពុងហាត់រៀនអីហាត់ឬក៏តន្ទិញមេរៀនអីគេប្រើ üben ដល់កិរិយាសព្ទនឹងបំពេញជាមួយ du Übst du ណា Ja ich übeបាទខ្ញុំកំពុងតែហាត់ Kommst du? តើឯងមកទេ? Ja, ich komme. បាទខ្ញុំនឹងមក Schreibst du? ណែ? តើអ្នកឯងសរសេរឬ? ណែ? Ja, ich schreibe. ណែ? Lest ihr?តើពួកអ្នកនឹងកំពុងតែអានឬយ៉ាបាទ wir lesen ខ្ញុំយើងកំពុងអាន schreibt ihr តើអ្នកឯងកំពុងសរសេរឬណាពួកអ្នកយ៉ាណា wir schreiben បាទយើងកំពុងសរសេរ wiederholt ihrណែតើអ្នកឯងកំពុងរៀនសារឡើងវិញឬយ៉ាវាវីដាហូលិនបាទយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតារៀនសារឡើងវិញ Kommst ihr តើពួកអ្នកមកអត់យ៉ាវា kommen បាទយើងនឹងមកណែយើងមក Oops ihr ណែតើអ្នកឯងកំពុងតាពួកអ្នកកំពុងតាហាត់
Rư, né hạt rư có tận tình mê riêng nâng, kéo ưm. Dạ, vì ư bên bát chương cộng bụng ta hạt riêng nâng. Nên ạ ta bọt mùi đọc lây tiết cứ ca sân đần nia khní Monica hay nâng Andreas. Né kì nhìn chạy 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 khní, kì xua khní. Wer wohnt in Zimmer 3? Ne? Ta ne na ke neu knong batup lich bay? Ne? Andreas chlaita. Ein Student wohnt dort. Ne? Ku minisat mane neu tino. Woher kommt der Student? Ta student nung mau bina? Ne? Andreas Schleiter, kommt aus Afrika. Ne? Gott nang mau bi Twip Afrik. Ne? Monika. Und wer wohnt in Zimmer 4? Cho na ke na patup lech 4. Ne? Dort wohnen Studenten aus Amerika. Tino ku miền đi sật chỉ tràn màu bi thuyết ảm rịch. So, nếu cứ chỉ ảnh bọt trái trọng nghe tiết đâu chỉ ảnh bà bịa thà jetzt cứ thà lâu nít. Né, hỏi thế thà ngày nắng richti thà trầm trấn gút thà lọ hía thà tì ní morgen sai. Né, hỏi thế dân miền lưu hai thà ngày nít. A hay B cứ chạy chạy kia nè. A anh cái ao chia tia hó. Wann schreiben wir die Sätze? Bé na dương so xế clear chia chạy nè. Der Satz die Sätze nâng thả clear. Đó dương chạy một vĩnh. Wir schreiben die Sätze jetzt. Nè, do a jet nâng mọt đã anh chung clear nâng. Nè. Thì họ thì mỗi nâng cái áo ý xua hái vô à nông vùng cái chó vô mặt đạn nó nâng nhá. Cái nhóm video hồ lớ. Wann schreiben wir die Sätze? Ta bê na dương sơ xê clear chỉ trả nâng. Đã bê chạy tha. Wir schreiben die Sätze jetzt. Né, dương trâu tay sơ xê viết pliêm pliêm nâng. Cứ bê nâng. A su tiệt hai on the water nè ta bịa chia chia nắng dương sơ xe viên cao tiết cao na dương bắt to bịa máu dương ắt đặt kệ già sạp ấy nè nè kì cắt chia clay tới đặt on the water cho bịa chia chia nắng tiết dương sơ xe viên cao nè với chân này ắt sơ xe nắng kì lục cháo kì cắt ở clay bê chia tha the water schreiben wir jetzt nicht. Ne? Deutsch, ne? Dann bei Part des Zeit clear nâng, die joa nicht nâng, mà đã khăn kreu bằng o. Ne? Chân nắm, đã khăn kreu bằng o. Ne? Die Worte schreiben wir jetzt nicht. Ne? Mình này thá, biết dương ọt xe lâu nâng thế. Ne? Dương tục với sân, mình này ọt xe lâu nâng thế. Ne? Deutsch, ne? Dương bật tó, ane dương ơi, xe lại nó. Wann wiederholen wir die Worte? Ne? Ne? Da hai dương chlai. Ne? Die Worte. Rồi có wir. Wiederholen. Ne? Die Worte heute. Ne? Wie này thá. Bên ná dương riêng xa lần vinh nâu bịa nắng. Ne? Wir wiederholen die Worte heute. Mình này thá, dương riêng xa lần vinh bịa chỉ trả nâng cứ thức ngay nâng. Né, heute dây dùng một đạn nâng. Hãy bán xu bật đó. On the text. Né, on the text. Ta clear chỉ trả nâng tiết. Né, đối chứ này dương thử bạc đi xa hết vía. Đối chứ này dương thử đạn. Die Texte, ne, wiederholen wir heute nicht. Mình này thá,
តិចអត្ថបទជាច្រើនហ្នឹងយើងមិនរៀនសារឡើងវិញទេថ្ងៃនេះណាអាហ្នឹងគេឲ្យយើងរៀនធ្វើជាឃ្លាបន្តណាដល់ឃ្លាទី3 Wie übersetzt Andreas die Beispiele ណាឲ្យគេឲ្យបំពេញនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងថារីស្ទីថាត្រូវដូច្នេះយើងត្រូវឆ្លើយយកអាហ្នឹងមកដាក់ណា Andreas übersetzt die Beispiele richtig ណាមានន័យថា übersetzen ហ្នឹងមានថាបកប្រែណាបកប្រែតើ Andreas ហ្នឹងវាបកប្រែ die Beispiele វាបកប្រែឧទាហរណ៍អត់ឧទាហរណ៍ជាច្រើនអត់ណា die Beispiele គឺឧទាហរណ៍ជាច្រើនណាដល់ហើយយើងធ្វើជា clear នឹងមកវិញមកណា Andreas ណាយើងហៅ Andreas មុនណាវាជាប្រធានបានមកយើងដាក់ predicate übersetzt ណាបានមកយើងដាក់នាមជា object die Beispiele richtig ណាបានបំពេញ richtig នៅខដូច្នេះមានន័យថាតើអាន់ដ្រេអាសហ្នឹងវាបកប្រែឧទាហរណ៍ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេណាដល់យើងឆ្លើយមកវិញអាន់ដ្រេអាស übersetzt die Beispiele richtig ណាពុំចប់ឃ្លាណាហើយដល់ឃ្លាទី3 on the brief ណាចុះសម្បត្តិជាច្រើនតើសម្បត្តិនោះវាបកប្រែបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាដល់យើងឆ្លើយមកវិញយើងត្រូវឆ្លើយបដិសេធណែនមានន័យថា Andreas übersetzt die Briefe nicht richtig ណាដូច្នេះអានេះយើងទៅដាក់រីស្ទីហើយនឹងនេះរីស្ទីបដិសេធអានឹងរីស្ទីដាក់នៅខាងមុខវិញចំណាំហើយអានេះនៅខាងក្រោយអើអានេះនៅពីមុខរីស្ទីវិញណាដូច heute heute nicht richtig nicht richtig mein richtig nicht អានឹងចំណាំមួយដូច្នេះឥឡូវគេឲ្យមកដាក់ good ណា wie zeichnen die kinder ណាតើកូនក្មេងជាច្រើនហ្នឹងណាកុមារជាច្រើនហ្នឹងវាគូររូបដូចម្ដេចណាដល់យើងឆ្លើយវិញណាគេឲ្យដាក់ good ហ្នឹង die kinder zeichnen good ពុំណាចប់ clear គេដាក់ពងហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាកុមារហ្នឹងគូរូបល្អណាដល់ und Monica ណាគេសួរបន្តចុះ Monica ហ្នឹងចុះក្មេងស្រី Monica ហ្នឹងវាគូរូបល្អដោយអាក្មេងដតីដែរអត់ដល់យើងឆ្លើយថាទៅបដិសេធណាតែស្អី Monica zeichnet nicht gut ញ៉ែមានថាយើងបដិសេធគេដាក់នេះនៅពីមុខ good ដែរដូច richtig ដែរ nicht richtig nicht gut ណែដល់ heute nicht ណែដូចជាឆ្នាំដូច្នេះយើងឆ្លើយមកវិញថា Monica zeichnet ណែ nicht gut ណែហើយចូលឃ្លាបន្តទៀតនេះគេសួរតទៀត Wo wohnt Fräulein Weber ណែតើកញ្ញា Weber ហ្នឹងគាត់នៅណារស់នៅទីណាណែនេះហើយឲ្យចម្លើយគេដាក់ here នៅទីនេះដូច្នេះយើងឆ្លើយថាFräulein Weber ហ្នឹងរស់នៅទីនេះដូច្នេះយើងត្រូវប្រើឃ្លាដូចម្ដេចដូច្នេះទី1យើងដាក់ប្រធានណាគេជាប្រធានគឺ Fräulein Weber ណា
Fräulein Weber, man da kia sabambai a predikat, wohnt hier. Ne? Mine ta, Fräulein Weber, ruhne dini. Ne? Heute so bedeutet, und Andreas Lehmann, cho Andreas Lehmann, wir ruhne na da, ne? Da jing chlai pa de sait, ne? Na chi bat thien, da jing chlai vinh, Andreas Lehmann, chi bat thien, ne? Bat tua bat thien mao, thau predikat, hay predikat nâng nâu, bat tua bi bat thien chi nâng, ne? Bat tua bi bat thien chi nâng, đôi chi ne? Bat thien Andreas Lehmann, hay yung bong bai kê giả sạp nâng mao, predikat, da, hay ban yung đạc kli, kam mô bọt bat to thien, miền này tha, Andreas Lehmann wohnt nicht hier. Nói chứ nét, cả nào bà đi sai, đã nicht bị mục nicht hier. Nicht gut, nicht richtig, heute nicht. Né, jetzt nicht. Đó ta clear, bà tôi mà tiết. Wann kaufen wir die Blöcke? Né, ta bê ná yên tinh sập hợp priếng, né, sập hợp priếng kia hào đi block, phụ bà chân nạ, né, das block, đi block, né, hay kia ôi bình sài, sài yên nâng nâng tinh sập hợp priếng nâng. Đối chứ né, yên nằm bay chào chì clear nâng, yên thật đăng thả ná bà thiến, né, đi block, né, chì cầm bót, vía chì bà thiến, personal pronomen vía chì bà thiến. Tôi chứ nét dương ai sang clear thá wir kaufen nè predicat die Blöcke morgen nè dương tính sơ phơ priêm tục nâng sài vì này đã sài ban dương tính sài dương tính sơ phơ priêm tục nâng hai kỳ số bắt đầu thiệt und die Lehrbücher cho sự phơi bạch chạy cái tế nè lẻ bưu xe cái hào bạch chạy cái tế bưu xe sự phơi án đó cái đại lẻ bị mục tiết lẻ bưu xe cứ sự phơi bạch chạy cái tế sự phơi bạch chạy cái tế mình này ấy sự phơi biển xa nè sự phơi riêng bạch chạy cái tế thuở tế thuở ấy là cái hào lẻ bưu xe cho sự phơi bạch chạy cái tế dương tự tình viên cáo nè dương thật đạo bạch đi sáng nè Kana dapa decide, ini morgan. Lepasnya, yang ter cerai di clear nang. Nee, yang cerai di clear nang. Wir kaufen die Blöcke morgen nicht. Nee, lepasnya morgan kita ni pikirau bing, doi heute nicht dah, nee. Được chứ nè, anh em thử chứ nắm. Mình này thá dưỡng tính đi bưu xe mình bloc khờ đây. Đi bưu xe ai nâng cứ ọt tờ tình tì. Mình này thá mô cái ní nâng mình này thá ai nâng dưỡng ọt tờ tình sơ phơ bà chạy cái tì tì. Né. Đó là clear trong bà chọp tầng ó. Né. Khi trong một chóp mới khơi nhọt. Nói khi trong một chóp nè. Văn khâu phên viê. Nè, chờ lắm nè. Văn khô rì ghiê rên si đi bài spi lê. Nè. Pê ná tơ lô kai đầm rơ ô ti hò chẳng ọ nú. Nè. Khi thạc kai khô rì ghiê rên. Nè. Khi giá sá nó thạc kai, kai đầm rơ. Nè. Đó dừng xe lại màu vĩnh nhé. Đó xe lại màu vĩnh. Sie korrigieren die Beispiele heute. Nè. Cứ lô cài đầm rơ ổ tì hò nâng thằng ngày nì. Nè. Đó là clear tipi. Ôi bà đi xét. Ôn đi ư bùng ngến. Cho lùm hạt xinh xinh tiền nốt. Dương tư cài viền cán. Nè. Đán đã. Sie korrigieren die Übungen heute nicht. Mir nicht, ha?
Nè, lúc, nè, lúc, mình ai, lúc, mình cài, lúc cài ở đi hò tầng ổn nó, mình mẹ thằng ngày nâng tế, nè, hỏi tầng này, mình thằng ngày ní, mình thằng ngày ní, mình bàn cài ở đi hò tầng ổn nó tế. Nè, mẹ ngàn cài, mẹ bàn thuê lùm hạt tầng ổn nó tế, nè. Nè mình ban cái lùm hạt từng on ưu tế nè mình mình đặt tì hoa nè xùm nụ clear tì bay nè nè ôn đi ui bùng ngén ta ui bùng ngén thử cái đầm rơ via thang ngay nâng đài ọp nè đó là dương trái màu vinh nè si nè khó ri ghi rên đi ui bùng ngén hoi tờ nít mẹ thang ngay nè ọt cái lùm hạt từng on ưu tế. Đối chứ ở vô từ riêng, riêng thừa sáng khía, vì ngày nâng tới dừng riêng thừa sáng khía ở bàn càng đại trán. Nè, có nông cả này nô mình nạp tí phai nâng accusative nâng. Nhâm xôm ở côn, đó bọn phụ ổn ở khía, để bàn tu sân nà ca bọn người riêng phía xa nằm mong rộng bọc nhóm. Xôm chun po, đó bọn phụ ổn ở khía, miên sọc cập hiệp rõ, miên sở rây xu sở đây có nông cổ xa. Nâng rì chùm ra nâng ở vầy đại bóng phá ôn khám rò. Bì khá nhóm khám ai à lạm mong. Chúc khá nha mê riêng tì mà phây bầm buồn. Goodbye!